Không có một ranh giới hay độ khó nào thách thức được Erling Haaland. Trong 8 trận đầu tiên chơi bóng cho Man City, tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 14 bàn thắng, trong đó có 3 hat-trick. Tại Champions League, Haaland cũng vừa lập cú đúp trong thắng lợi giòn giã 5-0 của Man City trước Copenhagen. Điều đáng nói là chỉ mới cách đây ít ngày, Haaland cũng vừa lập hat-trick tung lưới MU. Tính đến hiện tại, Haaland có 14 bàn tại Ngoại hạng Anh và 19 bàn thắng sau 11 trận trên mọi đấu trường. Bên cạnh 3 pha kiến tạo khác, trung bình cỗ máy săn bàn này ghi 1,72 bàn một trận. Tại V-League cho đến hiện tại, Hoàng Vũ Sanson vẫn đang là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của V-League với 174 bàn thắng. Anh làm được điều đó sau 14 năm chinh chiến tại V-League. Tuy nhiên, với tốc độ ghi bàn như Haaland, dựa trên tần suất trung bình săn bàn như hiện tại, anh sẽ chỉ cần khoảng 4 mùa để phá vỡ kỷ lục ghi bàn ở V-League. Thậm chí với trình độ thấp hơn rất nhiều so với Ngoại hạng Anh, việc Haaland lập hat-trick hay poker trên một trận đấu có thể xem là chuyện rất dễ dàng. Lúc bấy giờ có lẽ gã quái vật vùng Bắc Âu đủ khả năng san phẳng kỷ lục ghi bàn ở V-League chỉ trong vòng 2 năm.